ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa rông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Che bao ký ức xót xa hơi mẹ, anh đã du ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông, còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm, người Việt Nam ra đâu mắt thao thấm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai họ vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vẫn đất vỡ. Cùng với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói rời xeo tháng năm, người Việt Nam da nâu mắt đen thao thấm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời, vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ai. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam, nhìn non sông trời vỡ. Dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, dạo với tôi nào, dạo khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vẫn đất vẫn. Trường Giang, Hiếu thứ hai, Ngô Kiến Huy, Chris Phan, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm. Hai ngày một đêm đã trở lại. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Ở một cái nơi đẹp như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay chúng ta trở lại với những sự thay đổi ngoạn mục. Yeah. Hãy nhìn vào Kiều Minh Tuấn. Đúng. À. Đây không phải là Kiều Minh Tuấn mà là ông nội. À. Anh Tuấn đâu rồi? Chú. À, Tuấn bận việc gia đình. Thì ra là cậu Tuấn. Cậu Tuấn. Ôi, xin chào. Yeah.
Rồi, xin chào mừng các bạn trở lại với mùa 3 của chương trình 2 ngày 1 đêm Việt Nam. Yeah! Trước khi chúng ta bắt đầu vào cái hành trình chính của mùa 3 thì tôi muốn các bạn chia sẻ một chút về cái cảm xúc của các bạn khi mà chúng ta trở lại sau một khoảng thời gian xa cách khán giả. Mai! Dạ! Thì hôm nay rất là vui được quay trở lại. Tại vì nếu mà em nghĩ là cái thời gian nghỉ mà lâu hơn nữa là em sẽ bị không nói được nữa luôn. Thì đó, nó bị dập lưỡi, bị liếu rồi. Đúng rồi, càng ngày là cái lưỡi em càng bị thụt vô trong. Thụt lưỡi, bị liếu lưỡi đúng không? Hôm nay rất là vui bởi vì có cơ hội để trở lại để nói chuyện với mấy anh em rồi. Có câu gì nói chuyện quý vị dạ không? Trời, xin chào quý vị khán giả. Trời, xin chào quý vị khán giả. Không, chết rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nè, nói chuyện chỉnh chu coi. Dạ, thì cũng là rất là hồi hộp, muốn gặp với lại khán giả nhưng mà cũng rất là lo, sợ cái diện mạo của mình nó có làm cho mọi người khó chịu hay không. Khó chịu, khó chịu. Không, em bị ác cảm với nó. Anh bị ác cảm, bị... không gì hết. Nhưng mà thôi tụi em thông cảm đi, thương anh đi cho anh xuất hiện với lại khán giả đi. Sao vậy? Lý do tại vì anh cũng nhớ khán giả. Anh Lâm ơi, bình thường á làm hả mình tạo tiếng cười cho khán giả bằng những mảng miếng. Đúng. Còn giờ lấy tuổi thọ ra làm tiếng cười. Trời ơi. Tuổi thọ cái vậy. Người ta đang có một cái dự án riêng. Không có dự án gì cả. Cái giao diện nó vậy. Ủa gì? Không có dự án gì cả. Tự làm tự ăn. Tự quay vlog, tự chữa lành, tự để râu, tự để chơi vậy thôi. Đúng, không có dự án gì cả. Làm sao? Làm sao em nhanh quá chụp không kịp. Dạ, thì đó mọi người, em là... Tên gì em cuối cùng? Bây giờ tôi hỏi cuối cùng em tên gì? Em là LDBL. Lê Dương Bảo Lộc. Đúng rồi. Thì em ăn không, em ở nhà quay vlog rồi thôi. Đắng da dài tóc, cũng như là cũng không linh hoạt, đầu óc đồ cũng không gọi là nhạy như ngày xưa. Đúng. Dòng là sau ngày hôm nay sẽ nhanh nhạy để mà... Nhanh nhạy. Và bây giờ sẽ là người anh của em. Anh NK H. NK. Đúng, NKH là nghệ danh đi làm của tôi. Ở nhà tôi là LTD. Lịch vừa hết đúng rồi. Thưa quý vị, lâu lắm rồi thì quý vị được gặp lại anh em. Cũng là rất là nôn nao. Dạo này cũng là như là tình trạng chung với anh em chúng ta. Ở nhà thì trắng da một tóc dài cũng không biết gì làm gì hết. Kinh doanh cũng không gọi là lợi lỗ. Mua lỗ. Kinh doanh cũng... Em ở nhà mà chơi với mèo riết nghèo luôn á. Đúng rồi. Hả? Tại sao em mới vô nặng lời vậy? Rất là vui khi mà anh em tụi em được gặp nhau và cống hiến khán giả những tiết mục hài vui vẻ, rộn ràng và những tiểu phẩm ê hề của tụi em mùa 3 này hướng sẽ banh nóc. Đúng rồi. Wow. Trở lại rồi, chúng tôi có một năng lượng mới, chơi hết sức, hết mình. Đúng. Đó, chúng ta quên thân thể mình để chơi cho khán giả. Không. Đúng. Dạ, đến như mùa 3 thì em mang một cái năng lượng mới, tích cực hơn, vui vẻ hơn và đặc biệt là... Giọng luôn. Bị yếu, thì đang chọt vậy thì cứ nói đi. Mới sáng sớm, hít vô. Thở ra. Vô. Dạ, mùa 3 chắc chắn là vui à. Dù là ngày mùa anh hay, vui ngày nó nói hay. Mưa đông có sao đâu, anh em mình còn có nhau. Mệt quá. Giang có chia sẻ gì không? Thưa quý vị, là như quý vị đã từng biết là chúng tôi đã có những thông tin bên Lê. Là chúng tôi sẽ trở lại với những sự đổi mới. Chúng tôi sẽ chắc chiêu hơn về hình ảnh, về câu chuyện. Chắc chiêu đó. Quay nhiều chứ sao chắc chiêu, cứ thả máy, cứ thả lan em. Chắc chiêu chỉnh sửa nha. Chỉnh cho cô đặt lại đó. Lại ha. Tại vì là đi nhiều nơi, diễn nhiều nơi mới biết là khán giả thương mình lắm. Và nhiều lứa tuổi coi, từ trẻ nhỏ cho tới người lớn. Cái đó là có thiệt không mọi người? Anh cũng nói vậy, giờ mùa 3 anh cũng nói kiểu vậy. Điều đó mùa 2 ảnh đi, anh cũng nói vậy, giờ mùa 3 anh cũng nói kiểu vậy. Điều đó biết dẫn biết lần lần đầu tiên vậy đó. Cho anh nói đi, tại từ ảnh cái gì đó à. Là thưa quý vị, là chúng tôi cũng sẽ trở lại bằng năng lượng mới mà gọi là hết mình hết sức. Ở cái chặng đầu tiên này á, là chúng ta đến với tỉnh Cao Bằng, một tỉnh địa đầu tổ quốc với nước non hữu tình, nhiều sông suối, đậm đặc về những cái nét văn hóa riêng biệt và có rất là nhiều cái di tích lịch sử. Nhưng là bởi vì cái địa hình ở đây hơn 90% là đồi núi và bị chia cắt bởi cái hệ thống sông suối dày đặc rồi những cái thung lũng sâu, cho nên là cái phần di chuyển khó khăn hơn những cái nơi khác. Và chúng tôi quyết định là chọn điểm này làm cái điểm mở đầu với ý nghĩa là vạn sự khởi đầu nan. Bởi vì chúng ta đã trải qua hai mùa có những cái thành công nhất định, nhưng chúng ta cần thiết phải bắt đầu một cái mùa mới với rất là nhiều khó khăn và chúng ta phải có thật nhiều quyết tâm để vượt qua. Các bạn có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Bây giờ mình thể hiện một cái quyết tâm nữa đi ạ. Chúng tôi là những anh em của 2 ngày 1 đêm. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan không hề nản.
Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái trò chơi quen thuộc may rủi để chọn ra em Jenny. Khác với thường lệ một chút xíu, bởi vì đây là cái hành trình khởi đầu và nó sẽ có nhiều gian khó. Cho nên là chúng tôi mong muốn các bạn đi với một cái tinh thần hết sức là quyết tâm và tinh thần đồng đội cao nhất có thể. Do đó Jenny kỳ này cũng sẽ có cặp, sẽ có hai người đeo Jenny. Trời ơi. Rồi bây giờ xin mời đạo cụ ra đi ạ. Cái này là xương sáo không lỗi? Không, xương sáo. Xương sáo. Cao Quy Linh. Nó sệt sệt vậy. Lạ vậy ha. Cái này là silicone. Vậy là phải quay. Trời ơi. Silicone là đây nè. Vậy thôi. Rồi trước mặt các bạn là một cái món đặc sản của Cao Bằng, tên gọi là thạch đen Cao Bằng. Wow. Hay còn gọi là thạch đen. Cái món thạch đen này là một cái món địa phương rất là nổi tiếng. Và cũng làm từ cây xương sáo. Và ăn vào thì ngoài cái việc là mát da rồi lành tính kia, nó còn giúp cho nhuận sắc nữa. Trời ơi, nhuận sắc thôi, ăn thôi. Ăn vô lành tính như hôm nay tính mình hung hãn quá. Bị sưng si á. Mỗi đứa ăn ký được không? Được, chết. Lâm là phải 10kg. Anh Lâm là phải 10kg. Cái thạch đen này á thì bình thường chế biến làm nó hơi có vị ngọt nhẹ. Và cái vị tự nhiên của nó là hơi đắng đắng. Nhẹ nhàng á. Đúng rồi, và dĩ nhiên là hai cái ly đặc biệt của chúng ta thì sẽ có vị khác hơn bình thường ha. Bây giờ chúng ta đến đây để thể hiện một cái lòng nhiệt thành đối với vùng đất này, thì chúng ta bắt buộc sẽ phải ăn hết cái phần mà chuẩn bị cho các bạn. Ăn hết chứ, đồng ý với chị. Đồng ý. Đúng, tụi em không được ăn gì à. Có thách tụi em. Đúng. Mới nhớ lặng này, lặng tính. Bây giờ mình không có dùng tâm, để vô một phát một. Hút luôn, hết luôn. Hết luôn. Em xin lấy số 6. Rồi, em số 1. Em số này. Số 2 đi. Rít. Dạ. Rồi, đắt. Tuy anh em chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng nguyện. Cùng ngày. Giúp coi, bố. Nhưng nguyện thác cùng ngày. Ê, nhưng mà sao tự nhiên bắn đến tao không có tự nhiên gì vậy? Anh em ta, vậy anh đổi đi. Thôi đổi đi. Anh em ta tuy không cùng cha, cùng mẹ. Nhưng nguyện cùng một dòng máu. Tự nhiên không cha mẹ, dòng máu. Anh ơi. Nhưng anh em ta không cùng cha, cùng mẹ. Nhưng nguyện yêu thương nhau suốt đời, suốt kiếp. Wow. Hai, ba. Anh em chúng ta tuy không cùng cha cùng mẹ nhưng nguyện yêu thương nhau suốt đời suốt kiếp. 1, 2, 3 vô. Anh em nghệ sĩ chúng ta anh em bên kia có vẻ nhường nhẹ. Gì vậy? Nuốt đi, nuốt vô. Nuốt vô. Nuốt vô. Nuốt vô. Á Quy, ngươi phải chết. Nuốt vô. Đắng. Đắng gì? Đắng gì? Mày uống nãy hứa tao thề sao? Tao thề sao? Nhả ra là loại lỗi chương trình. Nuốt. Nuốt. Liên đi. Đắng dữ vậy. Hiếu nuốt rồi. Tại sao em không nuốt được? Đúng. Nuốt của nó xong nuốt các bạn luôn. Ba ông thử em đã nuốt rồi. Trong đó nó có cái gì? Kể lại. Gì vậy? Đắng quá. Đầu tiên là gì? Các em ơi, cái đó chỉ là thuốc tây thôi. Đúng. Thuốc trù sinh đó. Đi rồi. Quá. Cái gì? Không biết luôn. Đắng gì đắng? Đắng quá. Đắng hả? Đắng lắm. Còn chơi gì nữa? Jennifer. Hãy cầm lấy. Dạ. Không, thật ra cái đó cũng tốt thôi, không sao đâu, đừng có lo. À, nghệ nhân của chúng tôi có bào chế thêm từ nước đắng đặc biệt mang từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Hòa trộn với thạch đen Cao Bằng để ra cái món mà các bạn vừa nếm. Đẹp da, nước đắng tốt á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái game tiếp theo, đó là game chia đội ha. Game này thì nó rất là đơn giản thôi, hy vọng là nó cũng sẽ thú vị đối với các bạn ha. Mỗi người sẽ chọn cho mình một quả bong bóng hình dạng bất kỳ. Cái trò này của chúng ta có tên gọi là bay cao bay xa. Các nghệ sĩ thi đấu theo cặp, mỗi người nhận một bong bóng và thổi căng lên, sau đó thả ra để bong bóng bay càng xa khỏi vạch mức càng tốt. Ba nghệ sĩ có bong bóng bay xa nhất về một đội, ba người còn lại về một đội. Bây giờ ai thổi ra trước? Rít đi. Rít Hiếu cái gì chung đội không gì với đội đi. Em không về chung đội với Rít đâu. Rồi, giờ hai đứa chơi trước đi.
Bây giờ mình sẽ tính là từ cái vạch đi tới cái bấm đó thôi, không cần hướng nào. Dạ. Nếu mà nó bay về làm sao là tôi thua luôn. Không được luôn. À được. Không luôn. Cần hướng. Chờ hết đi. Chỉ có cần cách cách xa cái này thôi. Anh em mình nha. Bẻ thua nha. Viết vang mà không có ác. Mới uống nước xong mới rồi. Anh em mới thương nhau. Tôi uống nước ác. Rồi chuẩn bị. Vô cái này nhỏ rồi. Quá. Chắc chắn cái này nó sẽ hơn nè. Chưa chắc nha. Chưa chắc đâu. Lạng sao? Nhưng mà thua. Rồi. À vậy hả? À. Đúng rồi. 3, 2, 1, bay. Bay. Ủa? Sao nó bay ngược về vậy? Ủa? Sao nó bay ngược về vậy? Ủa? Ra nha. Nhỏ tàn. Ủa? Nhỏ tàn. Thắng rồi. Đi thắng. Rồi em qua đây. Cái banh này thể hiện cho sự nghiệp. Được, sự nghiệp càng ngày càng thụt lùi. Em lại Tuấn nha, tại hăng rồng. Banh nhỏ thôi, cho nó đỡ bay gì ngược về. Rồi. Được rồi. Được rồi em ơi. Vừa phải thôi, em hơn thua quá. Vậy. Xin phép, chỉ thẳng cho chị Thắm. Tối anh thả nó bay được tới tôi. 1, 2, 3. Ủa rồi Tuấn đâu? Đây. Anh Quy thắng. Đây. Thắng. Ủa anh ở đây là hưởng con cái bờ này nè. Quy xa mà. Quy xa hơn. Yeah. Mấy đứa không có gì có tuổi thơ. Nè, coi lão làng. Làm ơi. Chẳng hơn anh ơi. Không cần phải bự, bự nó không bay. Banh cái mỏ rồi. Banh cái mỏ rồi. Nè, coi tôi nè. Ôi. Ủa? 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 Sao dễ quá. Dưới đây được rồi đủ rồi. Nghĩa là dưới đây được rồi đủ rồi. Ủa? Đó chưa? Tạo mình ba anh em mình. Yeah. Ủa? Sao đòi mạnh vậy? Trời, bây giờ các bạn chọn tên cho đội mình đi nha. À, tên phải gắn bó với lại địa phương đi ha, cho đẹp ha. Ở đây là vừa có sông, có suối nè, có ao hồ, có đồi núi, thực vật nè. Dạ. Nói chung là ở đây là gọi là hoàn hảo, hoàn mỹ. À, vậy chúng ta đặt tên đội mình là người thực vật. Tên đội mình là người thực vật. Rồi thôi, mình đặt tên đội có chữ Cao đi. Cao đi. Đúng rồi. Cao Thái Sơn. Cũng được mà, Cao Thái Sơn là núi mà. Đúng rồi. Chúng tôi không phải là người thường. Ngày xưa đó mà những người mà đàn ông mà gọi là có học thức đưa mưu tính kế thì người ta gọi là Cao Nhân. Cao Nhân. Ồ, Cao Nhân. Vậy mình là Cao Hữu Cốt. Ê, đối lập lại nhau đi, bên kia Hạ Nhân đi. Nếu như bên kia Cao thì chúng tôi sẽ lấy là 2, 3 Cao Thủ. Đó. Cao Thủ gặp Cao Nhân hợp lý á. Đúng rồi. Trước mặt các bạn là núi Mắt Thần, một địa điểm có thể nói là đặc trưng nhất của tỉnh Cao Bằng. Núi còn có tên gọi khác, đó là núi Thủng bởi vì hình dáng bên ngoài của núi. Và ở phía trên đỉnh bên kia thì có một cái hang nhìn giống như là một con mắt. Thật ra đây là một cái hang thủng hình tròn đường kính hơn 50m và nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ ở dưới, đó là hồ Than Hang. Ở tại núi Mắt Thần này thì chúng ta sẽ chơi một game liên hoàn bao gồm 3 trò chơi nhỏ. Và ở game đầu tiên thì tôi cần mỗi đội cử ra 2 người chơi. Game này sẽ có liên quan đến cưỡi thú nhúng. Tôi xin lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Bên này mời 2 người đi. Đúng, nếu về sức khỏe thì chỉ có tôi và Hiếu thứ hai. Đúng ạ. Còn chú thì chú cũng lùi bước về sau đi hả? Đúng. Ở vòng đầu tiên, mỗi đội cử ra 2 người thi đấu đối kháng. Mỗi người được phát 4 quả bóng, 1 cây búa hơi và cưỡi 1 con thú nhúng. Nhiệm vụ của người chơi là phải cưỡi thú nhúng và đập bể bóng của đối phương. Đội nào bị bể hết bóng trước sẽ thua cuộc. Dạ. Hiểu thứ hai. Chia ra, bao giây nha. Bao giây hả? Bao giây. Bao giây là tả xung hữu đột. Tả xung hữu đột. Tả. Tả xung hữu đột. Tả. Rồi sao mà quay? Cái đó là chạy. Cái đó là đi về. Cái hợp đồng đi về. Giờ ai đây? Em thích ai?
Gãi tay đi hả? Gãi tay đi anh. Ok. Tao đã hết gãi rồi. Được, vậy tôi chọn em. Đúng rồi. Cậu bé gãi răng. Bao giây, bao giây. Tao đã xuống ngựa rồi. Ê, không được lần lại. Không được lần thở ngựa. Lại. Sao tự nhiên xuống ngựa vậy? Sushi, sushi. Quánh tù xì ra cái gì, ra cái... Này, này. Đào. Ủa? Đào. Ủa? À, dạ. Ủa? Tôi là phải là bóng đây đâu chơi. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Jenny, Jenny. Ủa? Quỳnh, Jenny, Jenny. Ủa? Gãy cái búa rồi. À, à. Giờ này quá. Quỳ tới. Quỳ phải. Đúng rồi em ơi. Rít phan không có đứng dậy. Rít phan không có đứng dậy. Cái cà tọt thôi. Rít phan ngồi đàng hoàng lại. Em ngồi xuống đi Rít phan. Goodbye. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi! Tao đánh cậu! Sao đánh cậu? Cậu đi đây! Trời ơi! À. 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 Cười ơi! Đi diễn! Đi diễn! Ai à? Rồi. Em tôi. Hiếm bị lại đây. 2-1 không chộp cũng què. 2-1 không chộp cũng què. Vô. Đâm vô vậy? Đâu gì kỳ vậy? Qua sau lưng. Sau lưng đi. Ây da. Cháu tò tò cho kỳ. Cháu sao đứng đâu kìa? Đứng luôn vậy hả? Em đã bị bắt. Rồi không cho đứng vậy. Con ngựa tôi chết rồi. Ngồi xuống. Ủa đứng lại đi vậy? Bung ra. Không được chứ mà. Mày đúng lên. Bung ra, làm gì đứng? Bị lại. Tự nhiên, chơi bỏ với anh qua đây này. Lại ơi. Hy sinh. Thôi tôi hy sinh, hai người đấu nhau. Quê. Sao quê được. Em mất mẹ đâu bị loại, người ta mất bị loại mà quê. Đúng rồi. Thôi giờ loại luôn. Nhưng mà là nghĩa cử cao đẹp. Nghĩa cử cao đẹp. Ừ. Em nhắm em làm lại tôi hay không? Tôi có miếng dán. Miếng dán tự tin. Tôi sẽ chơi với anh. Trời ơi, đau quá. Coi chừng bảy banh 25. Ngã ra là bảy banh. Ai cho nhiêu? Đúng mà đúng. Đội cao thủ thắng. Mày hay giải trí cho đoàn quá.
Như vậy là ở cái lượt đấu đầu tiên, chiến thắng đã thuộc về đội cao thủ. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy đội cao thủ sẽ có lợi thế ở thử thách thứ hai. Thử thách của chúng ta rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đi cà kheo. Và hai cái cà kheo này khác nhau. Bởi vì đội của Kiều Minh Tuấn là đội cao thủ đã thắng ở lượt 1, cho nên là lượt này Kiều Minh Tuấn được quyền lựa chọn cà kheo nào để đi. Thử thách vòng 2 rất đơn giản. Đi cà kheo. Mỗi đội xuất phát tại một vị trí cắm cờ. Người nào đi cà kheo hết một vòng trước sẽ giành chiến thắng. Mời anh Giang, mời anh Giang. Không được. Ác với mẹ em quá, cái này bằng nửa người mẹ em rồi. Tôi sao tôi léo. Không được. Ác với mẹ em quá, cái này bằng nửa người mẹ em rồi. Mẹ ơi. Mẹ không mẹ. Mẹ ơi. Mẹ không mẹ. Đâu. Mẹ được rồi. Một, hai, ba, lên. Vô. Đi từ đây luôn hay sao? Đi từ đây luôn. Không, đi từ hai cái cờ. Đi từ đây chứ. Mỗi một đội xuất phát ở một bên. Ê, ông thiết kế đâu làm cà kheo vậy? Cái đầu đầu lớn thì để trên, mà cái đầu nhỏ để dưới. Ủa? Vậy phải ngược lại mẹ ơi. Trời ơi mẹ luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi mẹ luôn rồi. Trời ơi. Cái này là mình miễn phí vô hồ bơi rồi nè, mình chạy mét 6 nè. Lên, lên, lên. Okay. Đỡ, đỡ tôi lên đi. Nhắn với con anh là anh thương nó lắm nha. Dạ. Anh hai đứa nhắn đứa nào? Đứa lớn nhất. Ok. Để đỡ lên, đỡ lên. Một, hai. Trời ơi, làm cái cây mà cũng làm ngược. Trời ơi, giảm cân nha mẹ ơi. Khoan, khoan, từ từ. Khoan, từ từ, từ từ. Từ từ. Từ từ. Khoan, từ từ, từ từ. Từ từ. Giờ té mới vui mẹ. Giờ té mới vui mẹ. Giờ té mới vui nè. Gãy rồi. Gãy rồi, gãy cây rồi. Rồi, hai, ba. Khoan, khoan, từ từ. Từ từ. Thăng bàn, thăng bàn. Gặp bụng lại. Hai, buông. Gặp bụng lại. Hai, ba. Hai, buông. Gặp bụng lại. Hai, ba. Hai bước. Nó bị ấy đi không được. Cái này thì anh đi được nè. Cái này tét rồi. Gãy rồi, gãy rồi. Cái này dễ hơn. Cái này dễ nè. Cũng khó đi à. Em là trong đoàn siết bao nhiêu năm mà em thấy cái này không khả thi. Đúng. À. Bởi vì cái này gọi là... cái cấu nó sai rồi. Đúng. Cái này nó không có đúng cái chuyên môn cho nên té rất là dễ té. Ở Cao Bằng đang có gọi là em thấy nãy là heo quay. Heo tộc, heo quay. À. Vậy thì bây giờ mình chơi trò khiên heo đi. Ai làm heo? Ai mập sẽ là heo. Ai mập sẽ là heo. Thôi đúng rồi, không cãi được nữa. Đúng. Thì tất cả các dân bản, trai bản hãy cùng chạy thật là nhanh để dâng lên thần núi những con heo. Những con heo. Bởi vì trò đi cà kheo có vẻ như là không thích hợp lắm với chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ đổi lượt. Ở lượt chơi thứ hai này, Kiều Minh Tuấn và Trường Giang sẽ phải đu lên cái xà, và những thành viên còn lại sẽ khiêng từ bên cờ này qua bên kia và trở về. Trong lúc đó, những người đu trên xà còn giữ được đúng tư thế đó là thành công. Ai rớt trước là thua. Có nhiều loại heo. Sao anh? Heo sữa hay heo thường? Em là heo nái. Heo nái. Được rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên. Rồi, đi. Đi chưa? Chết rồi, chết tôi ra đi, chết tôi ra đi. Đi đi. Wow, anh Sùng Arit, anh Sùng Arit. À, anh đi đâu vậy? Anh Diệu A Lâm. Đi đâu vậy? À, tôi đi bán heo. Vậy hả? Tôi cũng đi dân heo. Đi lại nói chuyện đó. Đừng để cơ. Chào anh Thái Hiếu. Chào anh Ngô A Hi. Chúc anh đi buôn vui vẻ. Đi ra. Dạ. Trời ơi, ai đài vậy trời? Nặng nha, anh bao nhiêu ký vậy? Dạ. Con heo này bao nhiêu ký vậy anh Diệu A Lâm? Trời anh ơi, làm heo thành công rồi. Wow. Anh 80 ký rồi mấy em ơi. Anh nhức này rồi. Nặng quá rồi. Ê. 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 Anh ơi, sao đạp tôi? Trời ơi. Ủa trời, Quy ơi, anh đang dọn gì Quy? Bây giờ nặng quá hả anh rớt. Wow. Rồi. Yeah. Wow.
Wow! Yeah! 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 Trời ơi, chết tôi rồi. Anh ơi, sao anh quảng cáo vậy? Em anh chạy marathon, anh chạy gì thất bền cái kiểu. Ở trên mạng là thấy có mấy clip mà tập boxing đồ vợ quay lén đồ mà sao vậy? Chạy ôm marathon ôm vợ mình đồ. Trời ơi, mà đây nè, cái tạng này là tạng heo nái, còn đây là heo cấp nách mà sao yếu vậy? Sao yếu vậy? Biết sao, đu lên không được, phải đu lên được thì mới gồng được này. Mà hai cái tay đâu bám nổi. À, em là anh phải cơ cấp vậy luôn. Đâu lên được. Rồi như vậy là ở lượt chơi thứ hai này thì đội chiến thắng là đội nào ạ? Đội Cao Lộ. Như vậy đội cao thủ tiếp tục có lợi thế ở lượt chơi thứ ba. Rồi, và lượt chơi thứ ba này cũng sẽ là lượt chơi quyết định chuyện các bạn ăn trưa trời như ơi, thế nào. Cho tôi. Các bạn nhìn thấy set ở bên tay trái của các bạn. Mỗi đội có 3 chiếc cọc. Người đầu tiên đóng chiếc cọc sao cho vượt qua vạch mức quy định. Hai người còn lại sẽ đóng 2 chiếc cọc sao cho cả 3 chiếc cọc cao bằng nhau. Đội nào hoàn thành đóng cọc trước sẽ chạy lên, khoan thủng núi ở trước mặt. Đội nào hoàn thành trước sẽ giành chiến thắng. Khoan bằng gì chị ơi? Bằng cái mặt của bạn, bằng cái mặt của bạn. Trời ơi, không lẽ bằng cái sụn mũi? Không lẽ bằng cái sụn mũi? Nhưng mà khi mà đóng cọc này thì chúng ta sẽ không có đóng một cách dễ dàng bình thường. Mỗi người sẽ đeo một cái con mắt. Đây là một cái đạo cụ hạn chế tầm nhìn của các bạn. Do đó là các bạn phải đóng cọc thật cẩn thận và thật nhanh và chính xác nữa. Và bởi vì đội cao thủ là đội giành được ưu thế từ hai trò chơi trước, cho nên các bạn sẽ được xuất phát trước. Đội cao nhân sẽ xuất phát sau 1 phút. Các bạn đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Chơi. Đội cao thủ chuẩn bị. Ủa này sao thấy được? Bởi vậy mới khó chứ còn nhìn thường nó làm gì. Bắt đầu. Từ từ nha. Chưa chưa? Bắt đầu rồi mà hỏi chơi chưa. Được chưa các em? Chưa. Tiếp anh. Coi chừng. Cái này tăng độ khó là phải cho xoay 3 vòng đi rồi bắt đầu vô đấm. Rồi đội công nhân bắt đầu. Nhảy lên Tuấn, chưa đâu, tiếp đi. Chưa, sau hôm cố nữa, lên em ơi, cố lên. Trời chưa, ơi, chưa, anh chưa. Khoan giỏi lắm mà, đấm lên. Đúng rồi, mạnh lên. Bình thường, bình tĩnh vô. Chưa mẹ ơi, còn nhiều. Còn nhiều lắm luôn mạnh mẹ. Mạnh lên. Nhiều lắm luôn mẹ ơi. Mạnh lên mẹ, mạnh lên. Chưa mẹ ơi, còn dài lắm. Dài lắm mẹ ơi. Còn lóng tay nữa mẹ, còn lóng tay lận. Còn tắt lận. Vô còn khúc nữa. Giỏi. Đúng giỏi, rồi. Giỏi. Đúng rồi anh ơi, miếng nữa. Xíu nữa thôi, ráng lên. Ủa được rồi. Chưa. Được chưa vậy được. Rồi được rồi. Ok. Ủa cái búa đâu? À cái tay em búa nè, lấy đỡ đi. Tay em búa nè, lấy đỡ đi. Ui dạ. Mạnh vô em. Không thấy đường, không. Trời ơi cái này. Coi giùm em Tuấn. Đúng rồi. Để anh. Nữa mẹ mạnh lắm, một cái thôi. Nữa gần tới mẹ ơi. Mạnh lắm mẹ. Nữa mẹ ơi. Rồi. Ui dạ. Mạnh vô em. Ủa? Mạnh vô. Ngang cái búa lại ông ơi. Đó đúng rồi đấy. Không cần dùng cái này đâu. Bỏ cái này đi không. Tập hai tay để vô. Chưa. Mạnh chậm quay, mạnh anh quay, đấm mạnh tay quay ơi. Rồi đủ rồi, dừng lại. Em đủ chưa? Hiếu mạnh vô. Hiếu mạnh vô, đúng rồi. Rồi, bỏ ra. Hiếu mạnh đi.
Ai khoan anh ơi, ai em khoan. Xong rồi, em xong rồi, Hiếu Mạnh nữa. Hiếu Mạnh ơi. Hiếu ơi, em đóng yếu quá Hiếu ơi. Hiếu ơi. Không thấy được, coi. Chưa, rồi, thấy được rồi. Ai đi khoan? Ai khoan? Hiếu xíu nữa đi Hiếu. Xíu nữa. Mạnh lên quay. Chưa quay. Đi. Đi chưa? Đi. Ai bạn rồi. Go. Đi khoan bằng gì? Khoan. Khoan bằng gì chị ơi? Bằng cái mặt của bạn. Go. Trời ơi. Ráng lên anh. Còn ăn chưa nữa đó, bụng lắm. Được, bỏ động con người thôi à. Nhưng mà tôi thấy xót quá thì để tôi. Trời ơi. Xót quá thì để tôi. Trời ơi. Xong rồi bà cái gì nữa. Xong rồi bà cái gì. Đội cao thủ là đội liên tục dẫn trước trong game chơi liên hoàn này, nhưng mà đội cao nhân đã bứt phá vào phút cuối cùng. Dạ. Và giành chiến thắng. Bữa ăn ngon ngày hôm nay thuộc về đội cao nhân. Dạ. Tên là sai rồi. Đúng cao rồi. Thủ là gì? Thủ không đâu có công. Đâu có công. Cao thủ chứ là chỉ giỏi một môn thôi. Còn cao nhân là môn nào cũng giỏi. Quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. Là sao đâu anh em mình còn gió gió. Ủa, đi đâu vậy cưng? Đẹp trai quá. Trời ơi. Nè, vô đây. Nè. Phở. Rồi, nè. Wow. Xin dập hả? Đúng rồi, tôi xin dập gì? Trời ơi, ngon quá vậy. Ủa bên kia là vậy ta? Rồi, trước mặt các bạn là những cái món ăn đặc sản của Cao Bằng ha. Với đội thắng thì các bạn có món xôi trứng kiến. Ôi. Vịt om mắt mật. Oh. Bò xào dạ hiến. Nộm hoa chuối. Và canh hoa chuối đổ trắng. Đây, cái này vịt mẹ ơi, này mới đúng nè. Đó. Bởi vì đây là cái chặng đầu của hành trình của chúng ta, cho nên là đội thua cũng có đồ ăn để đảm bảo được sức khỏe. Các bạn sẽ có trứng rán. Đúng. Cơm gạo khô. Cà muối sỏi. Wow. Lạc rang. Oh. À, trứng rán là được à. Okay. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu cầu cần cớ, cần cầu cơ.
Rồi bây giờ xin mời hai đội dùng bữa cho ngon miệng cho đi. Đũa đi em. Rồi. Đầu tiên, ladies and gentlemen. Dạ. Dạ. Nộm. 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 Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Trời ơi, miếng nộm, miếng nộm cho miếng nộm ha. Gạo này nó khô. Gạo khô mà. Hay quá. Thôi à. Đâu anh ăn thử miếng này coi. Đây là cà muối sổi ha. Wow. Có nhiều ăn nhiều. Liệu cơm gấp mắm đúng không mà chú? Trời thời chú làm gì có mấy món ngon như vậy mà ăn. Trời ơi có gặp gồm con ghé cá trồng canh. Trời rau. Rau đó là rau dạ hiến. Nó gọi là rau dạ hiến. Dạ hiến. Nói chung là mỗi địa phương của, ở Việt Nam mình là nhiều loại rau lắm. Dạ. Tuyệt vời anh ơi, món rau thử trường của em không? Thiếu rồi, thiếu rồi. Hả? Tương ớt chinh su. Ồ. Chai 2kg à. Wow. Ê, cái chai kia là chai gì? Dạ, đây là chai phiên bản mới Sriracha. Ê, cho anh cái gì cho anh. Đó, đó, đó. Ôi, cái cảnh phong cảnh này đẹp quá. Mà đồ ăn của mình thì quá là ê hề. Giống như là mình chuẩn bị mở tiệc vậy. Đúng là thấy tương ớt chinh su là muốn mở tiệc. Cái này dùng phở hả Tướng? Không phở, ăn phở anh. Cái này dùng ăn phở. Ồ, hay vậy cái màu nó lạ ha. Y giống như là cái tương ớt gia truyền vậy á. Anh ít nói chuyện với người thua lắm thông cảm nha. Anh ít nói chuyện với người thua lắm thông cảm nha. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, kêu giao lưu qua đây. Thấy vậy lắm. Vậy mình cũng phải có một cái chai chứ. Cái gì? Mình đâu có gì đâu, mình nghe mình khổ. Em hỏi tự nhiên, em có cái chai á, chai mặt. Trời ơi, trời ơi. Không, xin lỗi anh. Em đã biết tính cách của mọi người xấu xa vậy rồi. Em đã chuẩn bị một cái chai mini. Thôi, thì ra em ăn riêng. Cái em có, không hề người ta để trên bàn. Cái này em rút trong người, rút ra. Không hề có. Em ăn riêng. Cái này em phụ thôi. Dạ thiệt á. Thiệt. Bên kia là mở tiệc lớn chứ bên đây tiệc nhỏ cũng đúng. Hiểu sao em có cái chai dễ thương vậy Hiếu? Đúng, tựa chinh su mini. Tức là người ta làm đa dạng á, chai lớn cũng được mà chai nhỏ cũng được. Chai lớn là dùng cho tiệc, cho đồ, chai nhỏ dùng cho cá nhân gia đình được đó. Wow, xịt một cái là đã hết nửa chai rồi. Biết kỹ chân, tại sao ta làm chai nhỏ? Để dễ dàng mang đi. Wow, thật là tiện lợi. Cái này là ăn không là rất là đơn điệu. Đúng rồi. Phải chấm một miếng cho cay cay, the the, ngon ngon mới được thôi. Mới được thôi. Ngon ngon mới được thôi là đâu. Nè cái rau này giòn, cái thịt điện tươi ha. Thôi đậu phộng nó ngon. Chấm mày phải chấm đậm đậm vô. Wow. Trong tất cả những món này là một trong những món ngon nhất nè. Nãy giờ em chưa thử. Cái vị nó lạ. Cho miếng mẹ vậy. Mắc mặt là nó có lá để dùng mà. À có lá mắc mặt. Không, món này ngon. Món này vừa biết có thiếu gì không? Nếu người miền Nam ăn. Bún. Không. Bánh mì. Bánh mì. Sấm nhưng mà ngon lắm. Cái nước ngon. Thay xôi còn có tương ớt đồ nữa. Ở ngoài này nó có mấy cái loại nếp đường ngon lắm. Nè, thấy chiến trí không? Ngon. Bao giờ anh? Nhưng mà sao ra người ta cho ít trứng kiến quá ta. Nhưng mà trứng kiến là kiến gì anh? Kiến lửa hay là kiến... Kiến bự bự bự. Món này chắc Hiếp ăn được. Vậy anh? Khó ăn lắm anh? Không phải khó ăn nhưng mà nó có mùi hăng á. À. Không nhưng mà em ăn cái này được tại vì ở quê vợ em cũng có... Đúng rồi. Chấm... Đúng. Muối trứng kiến hả? Muối kiến. Còn kia là muối kiến nhưng mà trứng kiến. Nope. Hiếu, này ngon Hiếu. Quên quá. Dạ. Cảm ơn anh. Sao miếng gì gấp gì vậy? Đảm dọn hết hồn. Cảm ơn anh. Đang gấp thì nhân gian nói cái. Ủa, anh ơi. Vô tình. Anh chạy luôn đi. Hiếu đạm. Protein. Protein em ơi. Được. Con ong thiệt, con ong thiệt. Anh sẽ làm hả? Má ơi, anh chụp con ong.
Có ngon củ gạm ngon quá. Mới ngon á. Ăn đi, ngại gì nữa. Thôi, kỳ lắm. Cứ bỏ làm từ trọng ra mà ăn. Được kỳ không? Có làm từ trọng không? Không, không. Trời ơi, thật nhận cái lá của người ta luôn á. Biết rồi. Sao em gấp cục thịt mà gấp xương không vậy? À, gấp xương cho cái kia hả? Cứ bỏ làm tự chậm ra là được ăn ha. Ừ. Mình có là mình bỏ. Biết ghê. Cho em vào luôn miếng trứng chiên nha anh Tấn. Trời ơi, nói gì nữa. Trời ơi, một miếng trứng chiên đổi một dĩa thịt bò ạ. Ok. Dĩa thịt bò ngon không? Dĩa thịt bò chắc ngon lắm luôn á. Ôi, nhìn ngon ha. Sao mà người ta sẽ... người ta... À, ok. Bà. Bà. Rau ngon đó. Rau ngon hả? Rau giòn. Thì không phải là đói đâu, nhưng mà phải ăn được mấy cái ăn để sản. Biết ăn để biết thôi. Dễ gì có cơ hội mà mình đi đến những nơi mà gọi là bon may may nước hương trời như vậy. Đạm kìa. Ừ, đạm gì nữa. Ý. Bé đạm qua đây, bé đạm ơi. Bé đạm. Bé đạm. Bé đi, protein con. Con nó còn nhỏ, mới được 1 tháng tuổi thôi. Rồi, bé đạm ơi. Bé đạm, bé đạm ơi, qua đây cho ăn trứng nè. Bạn ăn nộm, mâm nộm ngon nhất nách em ơi. Làm ngon lắm. Ăn canh không? Nổ qua đây người ta làm ngon lắm. Đúng rồi, ngon ngon ngon. Tôi rối. Có canh đó nha bà con ơi. Canh hoa chuối nấu với đồ đậu trắng. Đổ canh hoa chuối đậu trắng. Ngon. Anh chơi năm nay còn già lắm anh em ơi. Chúng ta phải đi thêm những nơi nữa để có những trải nghiệm, để còn cho bà con coi, để bà con trải nghiệm chung. Ăn chỉ là phụ thôi, anh em chỉ là phụ. Nhưng mà rồi. Đi đâu cũng phải có ẩm thực chứ đúng không? Ẩm thực vùng miền nó quan trọng lắm. Dạ. Đi đây. Đi thôi. Đi đây. Đi thôi. Đi thôi, no xong rồi. Xong rồi. Lực đây. Ngực lắm giận. Cái gì? Đi thôi. Chào mừng các bạn đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó. Đây là quần thể di tích nằm ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong tiếng Tày, Bác Bó có nghĩa là đầu nguồn, vì đây là đầu nguồn của một con suối. Nơi đây gắn bó với giai đoạn đầu khi Bác trở về nước và lãnh đạo cách mạng. Sau 30 năm bôn ba hải ngoại, ngày 28 tháng 1 năm 1941, nơi đầu tiên Bác đặt chân về Việt Nam chính là cột mốc 108 cũng nằm trong khu vực này. Ngoài ra, ở đây còn những địa điểm khác gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và các đồng chí trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến, có thể kể đến như suối Lenin, núi Cát Mát, khu vực Bác ngồi câu cá, bàn đá nơi Bác làm việc. Ngoài ra, còn có nhà ông Lý Quốc Súng, một người Tày. Đó là nơi Bác sống và làm việc những ngày đầu về nước. Đến ngày 8 tháng 2 năm 1941, thì Bác dời vào trong hang Cốc Bó. Và ngày hôm nay, các bạn sẽ có một thử thách tại đây. Hồi nãy trên xe anh em chúng tôi cũng đã có nói về cái việc mà sẽ được có cơ hội lên đây. Dạ. Thì anh em cũng ngồi được kể với nhau. Và thậm chí là có bắt tài xế luôn. Nói về cái việc là ngày xưa thì làm gì có con đường để mà đi. Vậy mà hồi xưa ghê khủng khiếp. Có thể đi vào tới tận đây. Dạ. Hồi sáng giờ mình leo leo mấy chỗ mà cái thung lũng mắt thần mình mấy bước mình đã thấy mệt đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nói chung là cái sự tự hào của mình nó rất là lớn lao. Đây cũng là lần đầu tiên Trường Giang tới đây luôn. Hình như đây là cũng là điểm bắt đầu của đường mòn Hồ Chí Minh đúng không chị?
chính xác luôn. Ở đây là cái điểm cột mốc số 0 của đường mòn Hồ Chí Minh. Điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh thì chúng ta đã ghé ở Cà Mau rồi. Đây thì chúng ta trở lại cái điểm đầu tiên. Thì như Giang có nói, trước đây là rừng núi mà hoàn toàn dĩ nhiên là không có khu du lịch và dĩ nhiên là sẽ không có đường xá. Bắc Bó có nghĩa là khởi nguồn, đó cũng là khởi nguồn của cách mạng Việt Nam ha. Và do đó là cái hành trình của chúng ta ở cái chặng này có tên là khởi nguồn. Bây giờ thì các bạn sẽ là những du khách đi tham quan ở những cái điểm lịch sử. Và tại mỗi một điểm thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi. Ở một điểm các bạn có tối đa 3 câu hỏi để trả lời. Nếu như các bạn chỉ cần trả lời đúng được một câu hỏi thôi thì các bạn sẽ nhận được một cái từ khóa. Mỗi một đội có tối đa 4 từ khóa. Và khi ghép lại thì cả 8 cái từ khóa do hai đội kiếm được, nó sẽ là một cái câu có ý nghĩa. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn bắt đầu đi tham quan theo sự hướng dẫn của chúng tôi ha. Chúc mừng. Rồi. Ngày xưa đó ông bà cha ta đã quá cực khổ rồi, còn bây giờ hả? Có cực gì đâu mà thấy than vãn hoài. Thấy anh than không á? Ôi, chú ai than gì cả. Thế thôi. Không binh được. Đẹp quá. Trời ơi, lần đầu tiên thấy một nơi mà cái nước nó song xanh như vậy, nó gần với mình như vậy, quá đẹp. Nhưng không được tắm. Còn những nơi mà chúng ta tắm là những nơi có bùn cát và đĩa. Hay là chúng ta chỉ hợp với trên nước đó thôi. Mát quá anh Tuấn à. Mát. Dạ. Đi thôi. Ê, chia đôi cơ mơ rồi. Bây giờ đây là ngã rẽ. Dạ. Chúng ta sẽ có hai đội, đội nào đi bên phải, chọn đi. Đội anh bên phải đi. Tại vì đội anh lúc nào cũng sống phải hết á. Đội em sống trái. Hả? Vậy mình sống trái đi. Đâu, mình sống ngay thẳng. Mình đi ở giữa đi đó. Đi xuống suối đi. Suối à. Mọi người vô hang Cốc Bó. Vô. Vậy mình đường sẽ đi đâu đây? Nha anh em ơi. Đường nước trơn nha. Là ở mỗi điểm mình sẽ có câu hỏi đó mẹ. Đúng vậy. Trên xe em có nghiên cứu xương xương. Ừ. Hy vọng là cũng hỏi vòng vòng đó. Đúng vậy. Em có nghiên cứu gì nhẹ? Nói chung là nó có sự tự hào ha. Dạ. Hồi xưa nằm gai nếm mật là vậy luôn á. Em tính đi từ sân bay Nội Bài mình đi về đây này. Là gần 10, gần 10 tiếng chứ. Dạ 10 tiếng. Dạ, 10 tiếng. Thì em tính đi, đi bộ thì bao nhiêu ngày? Nhưng lên nhưng cho 3 khoảng nằm rồi hoặc là đi xe. Mà đi xe nếu có hồi xưa thì cũng chưa xe ngựa thôi, hoặc là một đoạn ngắn thôi, chứ làm gì vô rừng làm gì có xe, lại con đường nó cũng không có thuận tiện, làm gì có đường. Cái này mấy đường này ngựa không lên được là phải đi bộ hết. Ừ. Anh em mình mà không nhờ có chương trình á thì có những nơi mà không bao giờ mình tới chắc đời luôn chắc ha. Gì mình được cơ hội tới đúng không? Dạ. Em thì tới em nghe về đọc thơ, đọc văn, đọc văn học về hang Bác Bó lâu lắm rồi, bây giờ mới được gọi là có dịp tới đây. Quá đẹp ha. Dạ, quá đẹp. Ủa cây kìa, cái cây đẹp quá anh ơi. Ôi, cây giữa suối. Hồi xưa mà đâu có ở ngoài được, phải đi vào trong sâu á thì không bị phát hiện. Ừ. Rồi mới bắt đầu mới là an toàn. Lên kế hoạch này kia, an toàn nữa chứ. Giờ mình tưởng tượng lại ha, nhắm mắt mình tưởng tượng ở đây sẽ là cái rừng như thế nào ha. Dạ, mở mắt được không anh, tại nhắm mắt anh té dữ. Rồi hả, sẽ đi lội như thế nào ha. Rồi lương thực là sao hả? Ha? Đúng rồi. Lương thực đó nghĩa là sẽ tận dụng hết cái nguồn tài nguyên của khu vực này á. Như là cá suối rồi rau cây rồi, trái rồi đó. Cây trái rồi ở đây. Nhưng mà vận chuyển nhiều quá là dễ bị phát hiện. À đây kìa có cờ của chương trình kìa mẹ. Đó, đó chính là nơi chúng ta sẽ gặp bữa đầu tiên đó. Dạ, yeah, mình xuống rồi mẹ ơi. Bác Hồ ngồi câu cá ở đây đó. Dạ, à. Sau những buổi làm việc, Bác Hồ thường ngồi câu cá tại đây. Đây là điểm đầu tiên và câu hỏi dành cho các bạn như sau. Ok. Tại sao suối Lenin có màu xanh ngọc? Vì ở dưới là có đá, đá phản chiếu ánh sáng mặt trời. Theo tôi được biết là ở dưới càng nhiều đá thì nó không có sình lầy, và sau đó nó sẽ
nó sẽ tạo cho cái độ mặt êm của suối, sau đó nó phản chiếu ánh sáng thì ra cái màu xanh. Ngọc. Câu trả lời chưa chính xác. Ủa xuống rồi. Đáp án chính xác là vì suối Lenin chảy qua những núi đá vôi nên có màu xanh ngọc. Oh. 50 lên núi, 50 xuống biển rồi. Ờ. Đẹp quá. Mát ghê ha. Trời ơi, cái suối kìa em ơi, coi kìa. Cái suối với cái ruộng ha. Thích không? Trời ơi. Càng đi mới thấy càng Việt Nam mình đẹp. Cái này cái bưởi nè. Bưởi hả? Cái bưởi á, lá bưởi á. Ồ, cái thân cây nó nhỏ vậy ha, mà trái bưởi bự vậy. Nó còn nhỏ em. Ồ, cái này cái gì ta? Cái bưởi luôn. Bưởi nè. Còn bưởi nè, trái bưởi nè. Thấy không? Cái bưởi nhỏ đó. Cái này cây xoài. Cây xoài. Cái nhãn. Hay quá, nhìn có biết cây gì hả? Nhìn lá. Trời ơi, ở dưới nó có cây luôn kìa. Trời ơi, như một bệ thủy sinh luôn á. Đi thôi. Trời ơi, trông nhảy xuống kìa. Trông thiệt luôn á. Sao đẹp dữ vậy ta? Bánh áp chao là món bánh nổi tiếng ở Cao Bằng. Nhân bánh làm từ thịt gì? A. Thịt gà. B. Thịt dê. C. Thịt vịt. Và D. Thịt cừu. Bánh gì ạ? Áp chao. Anh nghĩ cho thịt vịt á. Thịt vịt thuần nấu chao á. Thịt vịt thuần nấu chao á. Anh nghĩ trên này gà với vịt là nhiều. Đúng rồi, hồi nãy mình cũng có ăn vịt. Không có cừu nha, mình loại cừu đi. Loại cừu không có. Loại cừu. Dê không có luôn. Chỉ là gà vịt thôi à. Vịt. Đáp án chính xác của chúng tôi đó chính là vịt. Vịt. Đáp án chính xác. Yeah. Yeah. Xin mời các bạn nhận gợi ý đầu tiên. Mời nhận. Trời ơi. Đây là gì anh ơi? Trời ơi, coi kìa. Trời ơi, cái trầm tích đẹp chưa? Tức cảnh bắt bó, sáng ra bờ suối tối vào hang. Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá trông trên, dịch sử đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sang. Thơ của bác á. Cái bàn đá đó. Cái bàn làm việc của bác Hồ. Là cái ghế nè anh Tuấn ơi. Đúng rồi. Là tự kê luôn anh. Không. Ấy vậy luôn á em. Nó là tự tại nhiên vì nó dính cái chân vô đây luôn nè. Là tự nhiên hả? Tự nhiên á. Hay quá. Quá đẹp. Câu hỏi cho các bạn như sau. Cây tre có thể xem như hình ảnh tượng trưng cho người Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy đã sáng tác bài thơ Tre Việt Nam, mở đầu bằng câu Tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có ... điền vào chỗ còn thiếu. A. Lũy tre xanh. B. Bờ tre xanh. C. Rừng tre xanh. Bờ tre xanh. Anh chắc chưa? Từ từ anh ơi, từ từ bình tĩnh anh ơi. Bờ tre xanh. Không ai mà lũy tre xanh bờ, đó, cái nhịp nó khác. Về thanh dấu là bờ đúng tre rồi, xanh là bờ đúng. Tre xanh. Bờ hợp lý nhất. Cho đáp án cuối cùng đó là bờ tre xanh. Và chúng tôi muốn đọc lại hai câu thơ đó. Dạ. Tre xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Đáp án chính xác. Chúc mừng các bạn. Đúng rồi. Tại vì thơ cũng bờ tre xanh mà cái bài gì đó cô giáo em người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh, cô rất yêu bờ tre xanh. Cái câu cuối là cô rất yêu dòng kênh xanh giống bờ tre xanh nha. Sai đó. Lên đây đi mẹ. Con nghĩ đây đường mòn nè mẹ. Con nghĩ đây đường mòn nè mẹ. Cầu thang vậy mới kêu đường mòn. Ngày xưa. Ủa cờ chương trình rồi mẹ ơi. Đâu? Đó. Trên. Nhà ông Lý Quốc Súng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc. Là đây hả? Xin chào.
Xin chào ạ. Mời các bạn trả lời câu hỏi. Đây là một con đèo rất nổi tiếng ở Cao Bằng. Đèo có 14 tầng dốc, được mệnh danh là một trong những cung đường nguy hiểm bậc nhất Cao Bằng. Tên của con đèo này là gì? A. Đèo Mẻ Pia. B. Đèo Mã Phục. C. Đèo Mã Bi Lèng. Mã Phục. Mã Phục. Mã Bi Lèng mình đi rồi. 2, 3. Mã Phục. Đáp án B. Chúc mừng, đó là đáp án sai. Ủa? Chắc là A quá. A rồi. Tại B, C mình đi rồi, không ở đây. A. Đáp án chính xác là Đèo Mẻ Pia. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây là đường cùng rồi. Giờ đi làm sao? Không. Tới lúc lội suối rồi. Dễ té đập đầu nha. Ừ. Trơn trượt khó cản á. Lại đi ông ngoại ơi. Đợi ông chút xíu. Ngày xưa ông nhớ ông đi nhanh lắm mà ta. Bài thơ. 20 năm trước ở hang này, đảng vạch con đường đánh Nhật Tây, lãnh đạo toàn dân ra chiến đấu, non sông gấm vóc có ngày nay. Lâu lắm rồi đó. Ừ. Câu hỏi dành cho các bạn. Cao Bằng có đặc sản là hạt dẻ. Vậy huyện nào của Cao Bằng được xem là thủ phủ của loại đặc sản này? A. Trà Lĩnh. B. Hà Quảng. C. Hạ Lan. D. Trùng Khánh. Trùng Khánh. Hai. Trùng Khánh. Ba. Trùng Khánh. Chính xác. Yeah. Yeah. Tập này diễn quá. Trà Lĩnh là cửa, Trà Lĩnh là cửa khẩu đó. Dạ. Yeah. Trời, có em kiến thức đúng không? Trời ơi. Ừ. Bầu trời. 3-2. 3-2. 3-6. Đi thôi, lên cầu thang. Đúng không? Đúng đường không? Đúng đường. À, có kìa, có máy quay. Có chừng nha, có chừng trơn nha. Tới cái biển hiệu rồi. Nhà ông Lý Quốc Súng. À, nơi Bác Hồ làm việc ở đây. Chúng tôi đã quá mệt rồi, hãy cho chúng tôi câu hỏi thật là khó đi, chúng tôi rớt luôn đi. Xin mời trả lời câu hỏi sau. Nổi tiếng với quy mô là hồ nhân tạo lớn nhất tỉnh Cao Bằng, cách thác Bản Dốc chỉ 3 km, với tổng diện tích là 5 hecta, được mệnh danh là chốn bồng lai tiên cảnh. Tên của hồ này là gì? A. Hồ Nậm Chá. B. Hồ Bản Viết. C. Hồ Than Hiền. Đã mệt rồi mà vô câu hỏi khó nữa. Nghe Bản Viết nghe cảm giác là đã nghe ở một cái bài báo nữa rồi. Bản Viết. Ai biết, anh không biết câu anh, này. Anh xin phép anh không biết câu này á. Đúng rồi, ở đây có ăn có học nhiều, cũng như trí tuệ minh mẫn là chỉ có Hiếu thứ hai thôi. Chúng tôi với câu hỏi này là không có gọi là biết gì cả. Thôi. Nếu câu này đúng thì Hiếu thứ hai quả thật là một nhân tài cần được bảo vệ. Bảo toàn. Cần được bảo toàn. Còn nếu như câu này sai thì mọi người Hiếu thứ hai đúng. Và đáp án cuối cùng của chúng tôi là Bản Viết. Đáp án B, Hồ Bản Viết. Đó là một đáp án chính xác. Okay. Anh cảm ơn. Mình tới nè. À, hang cốc bó này anh, hang cốc bó này. Vô đây mẹ ơi, con thấy cờ ở đây mẹ ơi. Ui cha, đẹp vậy. Ui cha.
mát quá. Sao cao dữ vậy? Ê chà. Đây, hang lạnh nhớ tay giường Bác Hồ nghỉ và làm việc. À, còn lưu giữ được. Các bạn có để ý ký tự chữ Hán trên hang không? Ở đây. À, dạ có. Ờ, cái đó không hiểu nha. Em thấy rồi nhất nè, nhất nhân. Các bạn hãy cho biết dòng chữ Hán này có nghĩa gì? A. Một cột mốc lịch sử. B. Tên một bài thơ. C. Trích dẫn một danh ngôn. Em nghĩ là phải là trích dẫn một danh nhân, bởi vì á danh ngôn á. Tên một bài thơ không thể nào dài. Đúng rồi, tên bài thơ. Rồi, C. Đúng rồi. Khoan nha. Nếu mà nó là một cái cục bóc, một cái cái tượng đúng không? Số con số. Cái này có thể là con số không ta? 19 mấy á, xin mời cái này con số đi. Một cục bóc á, một cái con số. 1941 hả? Dạ, con số lịch sử á. 1941 hay là gì đó. 194, đúng rồi, 1941 kìa. Hay là đúng rồi anh ơi. 28. Tại nhiên 28, 1941 em nghĩ là con số. 1941 là bác về đây. A. Con số. A. Con số. Ngày tháng chắc chắn luôn. Ngày tháng. A là đáp án cuối cùng của các bạn đúng không? Đúng rồi, một con số. Đáp án vừa rồi là một đáp án chính xác. Yeah. Ý nghĩa của các ký tự này là ngày 8 tháng 2 năm 1941, Bác Hồ đến hang Cốc Bó để hoạt động cách mạng. Tức là 82, 1941 là trên đầu ha. Đúng rồi. Là người ta ngày tháng người ta ghi dưới. Ừ, đúng rồi. Mời các bạn nhận gợi ý. Oh yeah. Ủa? Hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy suốt đêm thâu. Ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau. Theo chân Bác của nhà thơ Tố Hữu. Đây có cái hang nè mọi người. Có cái hang nè. Gì vậy? Ôi, nó trượt té mà nó giật mình luôn. Nó tưởng ai nhảy ra. Kìa. Phải rồi. Người của mình á. Tại sao lại hù giờ người nhà như vậy? Trời ơi, ông đã lớn tuổi rồi, 80 rồi. Đừng có hù ông như vậy. Tém cái bịch luôn. Đi vô ông, dẫn ông, đi làm đi. Rồi, đi vô. Wow. Ủa? Hello như người anh em. Chúng tôi xong rồi, chúng tôi thành công rồi. Vô đi. Không đi tham quan với em chưa? Các bạn chắc là câu khác rồi. Hang lạnh nhớ tay người đốt củi. Đúng rồi, hay quá. Giường của Bác Hồ nghỉ. Ồ, Bác Hồ nằm đây. Xa xa chút xíu, đừng có rờ vậy mà. Này là chỗ nào, cái giường đó Bác nằm nè. Câu hỏi dành cho đội các bạn ở địa điểm này như sau. Bếp Hoàng Cầm là một loại bếp giả chiến được bộ đội ta sử dụng rất nhiều, đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Loại bếp này được đặt theo tên của nhà thơ Hoàng Cầm. Đúng hay sai? Hình như không đúng hay sao á. Em chưa biết thầy Hoàng Cầm. Hình như không đúng, không có liên quan gì bếp đến gì cái... Bếp gì biên tập ơi? Bếp Hoàng Cầm nó như thế nào? Bếp Hoàng Cầm là một loại bếp giả chiến có công dụng làm tan loãng khói bếp tỏa ra khi nấu ăn nhằm tránh bị quân địch phát hiện. Bếp Hoàng Cầm nhà thơ tên gì? Hoàng Cầm. Hoàng Cầm luôn. Không là mà trùng hợp mà không. Một cái bếp và một cái không nhà thơ như vậy. Đúng rồi, người ta hỏi là lấy cái tên của nhà thơ để làm. Nghĩ đúng rồi, tại vì không có bếp mà biết tên Hoàng Cầm là phải lấy một cái nhân vật nào đó thôi. Không, đâu có đơn giản như vậy đúng không, nhiều khi trùng tên thôi. Theo em là lấy đó. Anh sao? Anh là không á. Em cũng không luôn. Là không, hai phiếu rồi. Các bạn chọn đáp án sai. Đúng rồi, sai. Và sai chính là đáp án chính xác. Chính xác. Chính xác. Xem chết. Xem có lỗi với chú Hoàng Cầm hả? Xíu thì có lỗi, xong ở trong hang này có chục lỗi thôi. Bếp Hoàng Cầm mang tên người chế tạo ra nó, anh nuôi Hoàng Cầm, không phải tên của nhà thơ Hoàng Cầm. Với câu trả lời chính xác, các bạn có thêm một mật thư. Yeah. Hay quá. Hôm nay mình vừa thông minh mà vừa may mắn đó nha. Đúng rồi. Quá trời. Đi coi. Quy. Dạ. Anh chạy xuống suối. Có thấy nước đâu mà nước quá trời. Hay á. Tuyệt vời quá. À, chảy từ trong chứ sao ngã mặt đầm ra cho nên nó mới cầm á.
chạy ở thuốc ở trong núi đá vôi cho nên nó trong vậy đó. Hay quá. Bàn đá này anh. Bàn đá trong trên lịch sử đảng cuộc đời cách mạng thật là sang. Là đây. Đây là điểm cuối của hành trình. Và câu hỏi như sau. Đây là hình ảnh của hồ Than Hèn. Từ Than Hèn trong tiếng Tày có nghĩa là gì? A. Bầu rượu lớn. B. Đuôi của một con ong lớn. C. Đàn tính. Giống cái đàn thì có. Hồi nãy tôi thấy ở cái đường đi vô là có một cái biểu tượng cái đàn. Chắc chắn là đàn. Chúng tôi chọn là cây đàn. Đó là một đáp án sai. Quê chưa? Đáp án chính xác là B. Đuôi của một con ong lớn. Thôi, chào kiến thức. Câu hỏi tiếp theo như sau. Đàn tính là một loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Tày. Thông thường đàn tính có bao nhiêu giây? A. 1 đến 2 giây. B. 2 đến 3 giây. C. 3 đến 4 giây. 1 đến 2 giây à? Đàn tính là 2 giây thôi. Phải không? Cái đó anh không biết. Xin lỗi không biết. Em cũng không biết nha. Có những cái loại đàn nó chỉ là 1 giây. 1 giây thì đàn âm thanh được, có thể cao độ được. 2 giây là để hỗ trợ giây thứ nhất. Còn đàn 3 giây thì em chưa nghe bao giờ về đàn 3 giây. Còn đàn 4 giây, 5 giây là sẽ được thuộc nhóm đàn guitar và nhóm ukulele. Tôi hạt 3. Anh, tại vì đậu dụng cụ đậu cụ của dân tộc mà. Người dân tộc không nhiều giây đâu. Đúng rồi. Chắc không? Rồi đáp án B, 2, 3. Đáp án B. Đáp án B. Hoàn toàn chính xác. Yeah. Ơi. Chúc mừng các bạn. Nếu là đàn 1 giây thì đã nổi tiếng dữ dội rồi. Dạ đúng. Chỉ có đàn bầu 1 giây thôi. Dạ đúng. Okay. Thôi bây giờ vậy đây, cầm giùm anh cái. Xuống uống miếng nước. Ủa được mà. Dễ gì cuộc đời mình có cơ hội tới đây. Đâu rồi đâu. Mình không có tắm, mình xin miếng nước mình uống, không có sao cả. Em sẽ lấy một ít rửa mặt, rửa mày, rửa mũi thôi ha. Sao mẹ? Như nước đá là đã lắm, lạnh lắm. Dạ. Sao không cầm cho? Để em. Em xin một miếng Ngày xưa bác Hồ với các bác cũng uống nước này chứ uống có nước gì đâu. Ở trong này mà. Uống cái này hết á. Mát mẻ. Mát mẻ. Sau những buổi làm việc, bác Hồ thường ngồi câu cá tại đây năm 1941. Quá đẹp. Bên kia là các bạn làm việc, xong rồi qua đây thư giãn câu cá. Ở điểm cuối này, các bạn phải trả lời câu hỏi sau. Tỉnh Cao Bằng tiếp giáp với 4 tỉnh khác, hãy kể tên 2 tỉnh trong số đó. Ai à, địa lý chịu rồi. Cao Bằng giáp với 2 tỉnh Bắc Cạn. Bắc Cạn. Tỉnh mà tỉnh Bắc Cạn. Ủa, Bắc có, Cạn à, không có đâu. Đúng rồi. Hà Giang. Hà Giang có thể nha. Có thể chắc chắn. Tại vì anh lỡ lướt qua thấy cái chữ Hà Giang. Hà Giang đó. Hà Giang ở cao cao mà gọi gì gì sơn. Lạng Sơn. Đúng rồi, Lạng Sơn. Lạng Sơn, Hà Giang là đáp án cuối cùng của đội chúng tôi. Cùng xem coi đáp án nha. Tỉnh Cao Bằng tiếp giáp với 4 tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Hà Giang. Yeah. Có Bắc Cạn không? Có Bắc Cạn không? Thì quá. Mình giỏi quá. Cái gì ta? Cái đầu là cái gì? Đầu là cái gì? Tuyên Quang. Ôi, đúng là ông cháu. Điện luôn đó. Rồi, lên rồi. Rồi, như vậy trước khi mà thống kê lại kết quả của hai đội kiếm được thì tôi muốn các bạn chia sẻ về cái hành trình của các bạn khi mà đi tham quan và đồng thời thu thập từ khóa ở đây ạ. Hồi nãy đội chúng tôi có vào hang. Dạ. Và thấy cái bếp củi. Và có một bài thơ rất hay. Có câu thơ, mấy câu thơ của Nhà thơ Tố Hữu. Và thấy cái giường bắt nằm. Đúng rồi. Mấy anh em hồi tối qua mới ngồi ăn cơm với nhau thì nói vậy nè. Mới đi có chút xíu à, mà tự nhiên nhớ nhà. Nhớ cái chỗ mình á, cái chỗ giường của mình nó êm như thế nào, nó ấm như thế nào. Mình nhớ những cái sự tiện nghi. Dạ. Rõ ràng là vậy. Mà vô mình thấy cái giường mình nói trời. Vậy là hồi xưa bắt nằm đó một mình. Ngày này qua tháng nọ. Sáng ra bờ suối tối vào hang đó. Mới thấy cái sự kiên trì khủng khiếp hơn. Mình thấy nể phục. Em thấy những cái khó khăn đó nó không có lớn bằng những cái mà bác nghĩ về đất nước.
Cho nên là bác không có nề hà hay là sợ gì á với cái môi trường như thế này. Nhưng mà đôi khi em nghĩ bác nghĩ những cái khổ cực là cái niềm hạnh phúc riêng của mình. Với cái đoạn thơ là cuộc đời cách mạng thật là sang. Đúng rồi. Bác làm việc ở một cái bàn đá bên bờ suối, rồi có cái nơi mà bác câu cá sau khi mà làm việc vất vả mệt mỏi, thì em nghĩ là bác sẽ lấy cái gian khó đó để mà làm cái động lực, để mà sức mạnh cho được cách mạng của mình. Hy vọng là các bạn đã có một cái chuyến tham quan nó thú vị. Bây giờ tôi muốn hỏi về kết quả của những câu hỏi mà các bạn trả lời á. Các bạn trả lời được đúng bao nhiêu câu hỏi ạ? 4 câu luôn hả? Em trả lời 4 ạ. Đội cao nhân trả lời được đúng 4 câu hỏi. Dạ. Wow, xuất sắc vậy. Cao nhân mà. Cao nhân mà. Còn đội... bên đây là bệnh nhân. Dạ đúng rồi, với gọi là cái sức học trung bình yếu. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng thật là nhiều, trả lời rất là nhiệt tình những câu hỏi, thì tụi em cũng trả lời được. Dạ cũng chỉ 4 câu hỏi. Đúng. Xin mời các bạn lấy ra những cái từ khóa mà các bạn đã thu thập được. Trường, chiến, kỳ, lợi đã thắng lợi đó. Rồi đó là đầu chúng tôi đã biết trước các bạn rồi. Rồi mời bạn quy xếp vô. Cao nhân xoay ra dễ quá. Xoay ra dễ quá. Chưa gì để cho ta coi. Hãy cho tôi một cơ hội tôi thể hiện đi. Ê. Đây. Trường kỳ kháng chiến. Dạ. Quyết định. Em sẽ là thắng lợi. Và đây chính là Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đây là cái biệt danh hoạt động cách mạng mà bác đặt cho 8 người cận vệ của mình. Gọi là 8 người cận vệ nhưng mà thật ra thì họ làm nhiều cái công tác khác. Ví dụ như là thư ký, nè, công tác văn phòng, nè, hậu cần, vân vân. Và 8 người này tên ráp lại đúng sẽ là Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đó là thể hiện một cái quyết tâm và một cái niềm tin sâu sắc của bác Hồ cũng như là của các chiến sĩ vào cái cuộc cách mạng của chúng ta sẽ thành công. Như vậy là ở thử thách tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó Cao Bằng thì cả hai đội đã có kết quả hòa nhau. Do đó là hai đội sẽ không ai có một cái lợi thế nào đặc biệt ở cái thử thách tiếp theo hết, mà chúng ta sẽ cùng vượt khó và cùng tận hưởng giống như nhau, đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ vượt một quãng đường khá dài, nhưng mà để đến một cái điểm điểm tiếp theo tôi nghĩ là nó sẽ rất là xứng đáng. Rồi xin mời các bạn di chuyển. Đi thôi. Đây anh em ơi. Ê màu đỏ. Con ơi màu đỏ ơi. Con đâu nữa kìa. Bà đâu nhận gì được màu đỏ đâu mà. Dạ. Đi thôi bà con ơi. Đi. Khỏe quá. Trời ơi sao nay anh Giang sung sức vậy. Chạy đi nào anh Giang. Tối rồi, trời tối rồi. Mấy ăn cho no rồi không chạy bộ gì hết trơn rồi. Hôm nay chúng ta đi rừng không ha? Nhanh lên em ơi, hết giờ rồi. Ủa sao ở rừng mà ra đây thành thung lũng, thành núi. Ờ phải rồi á. Khi em qua thung lũng. À còn đi lên đẹp quá ha. Túi lên kia lận. Vào bóng đêm ghi bàn chân. Túi lên kia lận. Đi mẹ ơi. Chết giờ tối rồi, mẹ con mình không thấy đường xuống nha. Không xuống được kịp là tối ngủ đây luôn á. Gần tới à. Trời ơi, đẹp quá vậy. Wow, đẹp quá. Wow. Wow. Woo. Đỉnh quá. Ha!
bạn phải nhớ rằng nhớ gì? Máy bay đang bay theo chiều gió. Bay chiều gió làm sao? Theo chiều gió. Xin lại, xin lại. 94 vô tụi em. Mấy đứa làm gì vậy? Làm trò vậy? Đâu rồi? Mấy đứa làm trò chơi gì vậy? Mắt thằng này em nó sưng như hai hộp nhãn rồi. Nó tị hiền mới mất thần. Trời ơi, giờ bây giờ nó thành mắt bập luôn thôi. Thật ra tôi đi nhấn mí. Top 1 mà trending. Không có lấy top 2. Có nước là có view. Có nước là có comment luôn.